Ông Dương Văn Điền, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn sẽ có những phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Thực ra mà nói, chúng ta đã biết là năm nay các đội, chúng ta thấy sự chuẩn bị các đội rất là kỹ càng về quân số cũng như là số lượng các cầu thủ, thậm chí là huấn luyện viên, trong ghế huấn luyện viên chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Điều đấy cũng đặt ra một vấn đề là ban trọng tài chúng tôi, lực lượng trọng tài chúng tôi phải là tinh thần, rồi tập huấn phải thật là tốt hơn để đáp ứng được vấn đề chuyên môn cho cái giải năm nay. Cũng xin nói như thế này là năm nay chúng tôi đặc biệt là phải đưa ngay vào cái chương trình tâm lý, huấn luyện tâm lý ngay đầu tiên của mùa giải. Năm trước thì chúng ta làm lượt về thôi, nhưng năm nay là đầu mùa giải chúng tôi đã đưa vào cái chương trình huấn luyện tâm lý cho các anh em trọng tài và trọng tài để cho trang bị về vấn đề tâm lý, ổn định vấn đề tâm lý thì các anh em sẽ làm chuyên môn tốt hơn. Thì nghề trọng tài là cần phải có kinh nghiệm nhiều, mà đây là những trọng tài kỳ cựu, những trọng tài nhiều năm làm giải League One, cho nên là tôi nghĩ là có thêm được các trọng tài nhiều kinh nghiệm thì sẽ giúp cho ban trọng tài có nhiều sự lựa chọn để hỗ trợ trong công tác trọng tài, phân bổ trọng tài. Thực ra thì công việc này chúng tôi làm rất là xuyên suốt, tuy nhiên rút kinh nghiệm năm vừa qua ở lượt đi á, cái sai sót của anh em rất là nhiều. Thì trong đó nó có nhiều lý do, đặc biệt là chúng tôi phải quan tâm đặc biệt cho anh em là vấn đề về tâm lý cũng như về chuyên môn. Thể lực thì chúng ta phải qua cái đợt kiểm tra rồi, thì chắc chắn điều đấy là nó sẽ góp phần cho cái công tác điều hành của các em tốt hơn. Thì ban trọng tài chúng tôi sẽ hướng dẫn và làm cái buổi tập huấn, cái lớp tập huấn này sâu sát hơn và chất lượng hơn những năm trước để cho anh em, trang bị cho anh em làm nhiệm vụ tốt đó. Ngày mai chúng tôi có một buổi họp rất là quan trọng với ban kỷ luật. Thì như chúng ta đã biết, Phó Chủ tịch cũng nói là có sự thay đổi về hình thức kỷ luật để giúp cho các hình thức cầu thủ khi sai sót trên sân sẽ tốt hơn, là họ chấp hành tốt hơn, tại kỷ luật nó răn đe, cái tính răn đe nó mạnh hơn. Thì ngược lại ban trọng tài cũng thế, là sẽ khuyến cáo tất cả anh em trọng tài, đặc biệt là những tình huống phạm lỗi nghiêm trọng thì phải xử lý cho đúng, chứ không để sai sót như năm rồi có những trường hợp mà thẻ đỏ mà trọng tài đã bỏ qua. Điều đó là điều cần phải tránh khỏi. Đúng rồi, qua lớp này thì chúng tôi cũng khuyến cáo tất cả các trọng tài nên mạnh tay hơn cái việc mà phản ứng lại quyết định của trọng tài. Thực ra thì trước mùa giải, là ngay cả trước mùa giải này cũng vậy, mùa giải trước cũng thế, chúng tôi là ban trọng tài cử các giảng viên đi đến các câu lạc bộ để tập huấn những cái bổ sung thay đổi luật mới. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, hầu như đa số cầu thủ khi vào đó thì ít có người họ quan tâm, họ nghe, thậm chí là huấn luyện viên, những người mà dạy cho cầu thủ cách đá trên sân, họ cũng không mấy tập trung lắm cho cái việc mà chúng tôi xuống phổ biến luật. Cho nên là trong khi trận đấu diễn ra thì đôi lúc họ không hiểu luật, họ phản ứng. Đặc biệt năm nay chúng tôi sẽ khuyến cáo tất cả anh em trọng tài, những cái trường hợp phản ứng như thế sẽ bị cảnh cáo, nhắc nhở.